Thưa quý vị, sáng nay ngày 2 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Phiên làm việc thứ hai, phiên khai mạc tại hội trường lớn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre. Tham dự đại hội có Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Xuề, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Võ Văn Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng ban công tác phía Nam. Về phía tỉnh Bến Tre có ông Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Quỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt là có sự có mặt của 316 trên 320 đại biểu chính thức của đại hội. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác mặt trận lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029, với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đề ra. Đại hội cũng tham gia góp ý sửa đổi điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, đồng thời hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Với số lượng thành phần cơ cấu đảm bảo tính đại diện, tính tiêu biểu, có khả năng cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới. Đại hội cũng sẽ hiệp thương cử đoàn đại biểu đại diện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Phát biểu khai mạc đại hội, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung thay mặt đoàn chủ tịch nhấn mạnh sự quan trọng của phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong nhiệm kỳ mới. Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác mặt trận lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029. Sự đổi mới trong công tác mặt trận phải xuất phát từ tinh thần đoàn kết, năng động để tạo ra nguồn năng lượng vượt qua thách thức, khó khăn, chinh phục những thành công trong nhiệm kỳ mới. Chính vì thế, đoàn chủ tịch đề nghị đại biểu chính thức cần phải trăn trở với những thách thức, đòi hỏi tổ chức mặt trận phải sớm nhận diện những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại và thực sự quyết tâm tìm giải pháp khắc phục, lấy khó khăn làm động lực để vươn lên, tích cực tham gia bàn bạc và xác định phương hướng, mục tiêu, tập trung thay đổi tư duy và hành động của cán bộ mặt trận, đề ra giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua đồng khởi mới, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đồng thời thực hiện tốt công tác củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra. Từng đại biểu chính thức của đại hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác hiệp thương dân chủ cử để đảm bảo các nội dung triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ tiếp tục diễn ra phiên làm việc thứ 3 vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8. Thông tin kết quả đại hội sẽ được tiếp tục cập nhật trong các chương trình sau.